hiện thì Lê Toàn với chị Hồng Vân cũng đã có trên YouTube rồi đó. Đã thôn rồi đó. Lê Toàn biết không? Hồi nãy giờ Hồng Vân có những người bạn mà không cần ăn chỉ chụp hình là no rồi. Và bây giờ thì Hồng Vân được hân hạnh duet với lại Lê Toàn nhạc phẩm, một nhạc phẩm tiếng Pháp là bài J'entends siffler le train. Và tiếng Mỹ đó thì có dịch lại là 500 miles phải không ạ? Và nếu mà quý vị dễ thương ngồi xuống nghe Hồng Vân hát thì chúng ta sẽ có quay phim professional video. Thế còn nếu mà quý vị mà đứng đây thì ở dưới không có thấy được. Thank you so much for your understanding. Cái là bài này cấm nhảy. Bài này cấm nhảy. Tại bài này là cũng nhẹ nhẹ buồn buồn. Thành ra là quý vị ngồi relax và nghe Lê Toàn và Hồng Vân hát trong đó siffler le train là nói về một chuyện tình buồn. Một người leo lên xe lửa đi mất tiêu mà không biết đi về hướng trời nào, và một người mất rồi thì mới tiếc. Away from
this away. Giơ tay vẫy chào, còn một người thì đang ngồi trên tàu, nước mắt rơi. Bài hát rất là êm dịu và buồn, tạo cho người ta một cái không khí chia tay, bâng khuâng và cảm nhớ. Cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Lê Toàn. Nhưng mà cái bài tiếng Anh á, nó không có sát nghĩa với lại tiếng Pháp, chẳng hạn ạ. Tiếng Anh thì đứng ngoài tàu và đi xa, còn tiếng Mỹ thì là không có cái đồng xu nào trên lưng dính túi hết. Được phân hợp.